mỹ nhân Cbiz đạo sắc với mẫu phượng, địch đệ nhân ba đỉnh của chóp chị Lệ Tư không thoát nổi mắc phèn. Cùng một họ nhưng hai số phận, trong khi triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời thì chị Lệ Tư lại bị chê tới tả. Phượng hoàng không chỉ là loài vật cao quý trong tất cả các loài chim mà còn là biểu tượng cho sự hạnh phúc và điềm lành. Nhắc đến mẫu phượng thì không thể không nhắc đến tạo hình nhân vật trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi điểm qua xem ai trong số họ có khí chất và khó quên nhất nhé. Thứ nhất, địch đại nhật 3. Sự thành công vang dội của Tam Sinh Tam Thể Thập Lý Đào Hoa không chỉ giúp Dương Mịch, Triệu Hiệu Đình thăng cấp trong sự nghiệp, mà địch đại nhật 3 Cao Vĩ Khoang cũng nhận được sự chú ý nhiều hơn. Phượng cử của địch đại nhật 3 trong bộ váy tân nương cùng chiếc mũ phượng tinh xảo vẫn luôn là tạo hình gây thương nhớ cho nhiều khán giả. Thứ hai, Triệu Lợi Dĩnh một trong những tạo hình đẹp nhất của Triệu Lợi Dĩnh có lẽ là tạo hình tân nương trong bộ phim Minh Nàn Chuyện. Chiếc mũ phượng cổ điển được thiết kế đầy công phu, trang phục cô dâu nổi bật cùng nước da trắng ngần, trên lợi dĩnh vừa xuất hiện đã hút hết mọi ánh nhìn về phía mình Dương Mịch với việc chăm chỉ đóng những bộ phim cổ trang, Dương Mịch vừa hay là người sở hữu nhiều tạo hình ấn tượng với chiếc mũ phượng quyền quý nhất. Ngoài phù gia Hoàng hậu, Hải thị của học Châu phu nhân cũng rất gì và nảy nọ Triệu Lợi Tư Triệu Lợi Tư cũng ghi nhạy dấu ấn trong lòng khán giả với bộ lễ phục màu xanh hút mắt, chiếc mũ phượng dù đơn giản nhưng lại giúp làm nổi bật nhan sắc của cô nàng. Tuy nhiên vẫn xui không biết thế nào, lại tìm tới trên luận tư, nhiều cư dân mạng đã tổ thành nữ xuyên không sao chép tạo hình cô dâu của Trần Lệ Dĩnh. Không ít người còn mạnh dạng chê bai cô nàng và lý do phèn. Châu Dã Sơn Hà Lệnh bộ phim đánh dấu sự trưởng thành của Châu Dã trên con đường diễn xuất. Chắc hẳn đến giờ khán giả vẫn không thôi ám ảnh, kết cục của Châu Dã trong ngày đại hỷ, một nỗi buồn không thể nào quên. Cúc Tịnh Y Dù diễn xuất và tạo hình nhân vật của Cúc Tịnh Y trong các bộ phim cổ trang bị chê bai khá dữ, nhưng không thể phủ nhận một điều, mỹ nữ 4.000 năm quả thực xinh đẹp, đến đáng ghen tị. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.